Minh Toàn xin trân trọng chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại công viên nước Thanh Hà thuộc quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội ngày nay. Hôm nay Minh Toàn xin mời quý anh chị cũng như là các bạn đi tại khám phá công viên nước Thanh Hà của Minh Toàn để đón xem những cái video mới thú vị về công viên nước Thanh Hà nói riêng và về Hà Nội nói chung. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về công viên nước Thanh Hà và về Hà Đông Hà Nội nói chung. Bây giờ Minh Toàn sẽ xin mời anh chị và các bạn chúng ta cùng Minh Toàn chúng ta đi dạo quanh một vòng khu công viên nước Thanh Hà này xem như thế nào nhé. Minh Toàn vừa vào cái cổng của nó là ở đây anh chị và các bạn. Đấy. Và bên đây là bên trong, phía trong của công viên nước Thanh Hà. Vừa rồi Minh Toàn mua vé, với giá vé bây giờ là 180.000 người lớn. Còn trẻ em thì có những trẻ em được miễn phí vé, nhưng trẻ em cao, mức độ tùy mức độ cao để chúng ta mới có được miễn phí vé hay không. Đây là lần đầu tiên mà Minh Toàn vào công viên nước Thanh Hà. Chính vì thế mà Minh Toàn sẽ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng Minh Toàn chúng ta hãy đi khám phá công viên nước Thanh Hà nhé. Người ta đã có câu là nếu mà muốn mát mặt thì là đến vùng quê, và muốn mát mắt thì hãy đến những nơi mà bãi tắm bể bơi. Chính như thế mà trước mặt anh chị và bạn chúng ta có thể thấy một số cái hình ảnh mà có thể là các anh chị, đặc biệt là các anh trai rất là mát mắt. Đây, trong này đó có một cái số cái khu để dành cho các cái trò chơi. Đây là cái khu vực trò chơi nguồn nước. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang khoảng là 40-41 độ C, và bây giờ đang là 16 giờ kém 5 phút, tức là khoảng 4 giờ kém buổi chiều. Đây là toàn bộ cái khu công viên nước Thanh Hà. Đấy, phía trong này cũng có rất là nhiều các cái trò chơi để dành cho các em nhỏ và các người lớn. Nên chị và bạn chúng ta đang nhìn thấy một trong những cái khu trò chơi của trong công viên nước Thanh Hà này. Đây, xung quanh đây cũng có các cái hồ để cho chúng ta xuôi theo dòng nước. Hình như công viên nước Thanh Hà là bắt chước của công viên nước Hạ Long ấy. Cái này thu hút rất là nhiều các em nhỏ luôn đó anh chị và bạn. Giá vé như này là hơi mắc, để từ 180.000 đầu vào thôi, chứ còn chơi trò chơi nào mình thích thì mình chơi. Vào cổng chúng ta đã mất 180.000 rồi.
Đây, các cái hồ như này anh chị. Trong này có các cái khu ăn uống. Đấy, ăn uống và nghỉ ngơi để chúng ta có thể là giải lao trong cái quá trình chúng ta chơi. Đây là trước mặt chúng ta là cái khu giải lao nghỉ ngơi ăn uống. Đây, ví dụ đây là một cái nhà hàng tre. Nhà hàng tre, trong này là có các kem, đồ uống, đồ ăn, ăn vặt và ăn nhanh. Còn có các cái bảng trượt nước ở đây. Đặc biệt có cái màu vàng này, màu vàng này nó như giống như cái loa. Đấy, nó to như này mà anh chị. Đây là phía bên trong của công viên nước Thanh Hà anh chị và các bạn ạ. Đây gọi là đường ngược, đường trượt siêu tốc. Chúng ta để ý xem một người trượt xuống nó sẽ như thế nào nhé. Trong này có cái phòng thay đồ này anh chị và các bạn. Đấy, nên chúng ta khi mà chúng ta có thể là mang mặc áo bình thường, còn chúng ta có thể là vào đây thay đồ để chúng ta tắm. Phòng thay đồ khá là đẹp, khá là sạch sẽ và đẹp.
và tiếp tục là chúng ta đã ra đến cái khu cổng này rồi. Đó. Nếu anh chị và bạn chúng ta quan tâm về công viên nước Thanh Hà nói riêng và cũng như là quận Hà Đông nói chung, rất mong anh chị và bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí. Cái nút có cái chữ màu đỏ đỏ đăng ký kênh ấy, đăng ký. Và chúng ta nhấn vào đấy là đăng ký miễn phí anh chị và các bạn ạ. Để là người đầu tiên được xem các video mới về công viên nước Thanh Hà cũng như là về quận Hà Đông nói riêng và Hà Nội nói chung. Tôi mong anh chị và các bạn chúng ta nhấn nút kênh đăng ký miễn phí anh chị và các bạn nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.